Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm lai nhà mình nha. Cây này có cái độ quái này, cực kỳ quái luôn nha. Này, có cò quái này. Cái phần gỗ lũ của nó này rất là đẹp nha. Này, đã vệ sinh và nó lên cái màu lũ rất là đẹp luôn. Cây này có mã số là 451 nha. Em đo cái hòn ở đây nha. Tầm 32 nha mình. Cây cao là 77 nha, tính từ cái mặt chậu mà lên tới cái đỉnh này nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu em bao ship cả chậu luôn. Thôi nhà mình về sưu tầm nha. Gỗ cẩm lai thì nhà mình biết rồi, rất là đẹp. Đây, nó vệ sinh sạch sẽ ra này. Cái màu lũ nó lên này, rất là đẹp luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, cũng được vô dây định hình rồi. Cái lọc non của cẩm lai này cực kỳ đẹp luôn nha mình. Đây, lọc đỏ này, rất là đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Lũ này. Cẩm lai thuộc loại gỗ nhóm rồi, nhà mình biết rồi. Gỗ quý nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được kiên ý thì rút về mình sưu tầm luôn nha. Thứ một hai cây cho nó vui cái vườn luôn. Rồi mã số 451 nha. Em giao lưu là 1,7 triệu nha mình. Em bao ship nha. Cả chậu nhà mình luôn. Chậu nhựa nha. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây sam ngọc nhà mình nha. Cây này cực kỳ già luôn. Này, để đẹp nha, liền hết nha. Lên nu bút luôn này. Cây nó đang ra hoa luôn nha, đậu trái luôn. Cây này có mã số là 452 nha. Có tổng hòn em đo là 58 nha. Cây cao là 49, tính từ mặt chậu mình lên tới cái đỉnh lũa nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm luôn. 900k em bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sam ngọc nha. Cái phần này thì có tác động máy làm lũa nha. Đã ép một cái chi cho lên đây nha. Làm đây là một cái chi nữa. Đây là đỉnh lũa nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này về nhà mình cái việc lên cái chậu đẹp cho nó nữa là ok. Đây, chi rồi đang thả đi nè. Về nhà mình chỉnh sửa lại chút xíu, vô dây định hình lại nữa là ok thôi. Lọc chi cành lại. Đây, cây đang rất chi là sung luôn nha. Sam ngọc nha mình. Nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ em bút nha. Về mình sưu tầm luôn. Rồi mã 452 nha. Giao lưu là 900 em bao ship nhà mình nha. Một cây sam ngọc đế đẹp. Đế này. Lên nu bú luôn nha. Đây, cây cực kỳ già. Mình xem tham khảo luôn. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây sầm đá nha mình nha. Cây này form một cốt lên cái form tàn thiên nhiên nha. Cây này sống khỏe nha mình. Cây đang rất chi là sung luôn nha. Cây này thì nó mới ra một đợt hoa xong nha. Cây này có mã số là 453. Có cái hòn này em đo là 13 nha. Cây cao là 88, tính từ cái mặt chậu mà lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm luôn nha. Là 1,1 triệu em bao ship nha mình. Cây này một người bê nặng nha. Cây này bầu rinh. Nuôi cũng thuần rồi. Cũng lâu rồi. Sống khỏe rồi. Nhà mình an tâm luôn. Sàm đá nha. Cây này là dòng da trơn nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok. Form tàn thiên nhiên. Cây này sàm đá thì ho rất là đẹp nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mình sưu tầm luôn nha. Cái vườn cây một cây ít cho cái cho nó vui vườn luôn. Về mình sưu tầm nha. Rồi mã số 453 nha, em giao lưu là 1,1 triệu em bao ship nha mình. Cho một cây sầm đá form tàn thiên nhiên này nha. Rồi em xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này mini. Cây này được cái là cực kỳ già luôn, tay cành rất là nút luôn nha. Cây này mới lên lọc mới nè. Cây này có mã là 454 nha. Cái hoành ở dưới đây thì em hơi khó đo. Em đo ngay cổ đây nha, 12. Cao tầm 23-24 nha. Và có chiều rộng phóng nha, tầm 48 nha mình. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 30 nha.
Rồi cây này thì em giao lưu là 650 nha, em bao ship nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây cẩm thị nha, cây này mini rất là duyên luôn nha mình. Nó nhỏ nhưng mà nó đẹp, cái độ già của nó rất là già luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Lọc non của nó này rất là sung luôn nha mình. À, rất là già luôn nha. Cây thì nuôi thuần lâu rồi nhưng mình an tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới chăm nó là ok thôi. Quá sung luôn nha. Xanh mơn mớt luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Đây, đế cũng rất là đẹp nha mình. Này, nó chảy nè. Rồi mã số 454 nha. Giao lưu là 650 em bao ship cho mình nha. Cho một cây cẩm thị mini này nha. Rồi em xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây xanh quê nhà mình nha. Cây này đang vô dây định hình rồi. Cây này có cái dáng quan nhân nha. Cây này có mã số là 455. Hoành này em đo là 15 nha. Cây cao là 60 tính từ mặt chậu mình lên tới đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 25 nha mình. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm luôn nha. 800k em bao ship nhà mình cả chậu luôn. Một cây xanh quê nha. Nhà mình về sưu tầm luôn nha. Cây này chân rễ luôn. Nó quấn nó quyện rồi. Rất là duyên nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây nó có một cái cò này. Xanh quê nha mình. Cây này cũng được vô dây định hình nữa rồi. Giờ lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm nha. 800k bao ship cho mã là 455 nha. Một cây xanh quê. Nếu được chiên ưng ý thì ủng hộ em Út nha. Về sưu tầm luôn. Rồi em xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây xanh quê nha mình nha. Cây này cũng được vô dây định hình nữa rồi. Bán thành phẩm nha. Cây này có cái bộ chân rễ này. Rất là quái luôn nha. Nó quyện vào nhau rất là quái luôn. Cây nuôi thuần lâu rồi nhà mình. Cây này có mã số là 456 nha. Có cái hòn này em đo là 46. Cao là 80. Tán rộng là 75. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 30 nha. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,6 triệu nha. Em bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây xanh quê nha mình nha. Đây. Cây này vàng chân rễ này. Rất là quái luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu đẹp cho nó nữa là ok nha. Ghép tiểu cảnh rồi cũng rất là ok. Nông bộ rồi nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một cây xanh nha. Cái phần đây thì lũa nha mình nha. Lũa mặt đen chút xíu nha. Nó được duyên ấy thì rước về mình sưu tầm luôn. Hàng thùng lâu rồi nhưng mà an tâm luôn. Rồi mã số 456 nha. Giao lưu là 1,6 triệu bao ship cho cây xanh này nha. Nó được duyên ấy thì rước về mình sưu tầm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm phi lao nhà mình nha. Cây này đã thành phẩm rồi nha mình. Cây cực kỳ già luôn nha. Cây này có mã số là 457 nha. Có cái hòn này em đo là 17 nha mình. Cây cao là 75 nha. Cây cao là 75 tính từ cái mặt chậu mà em giống lên tên ngọn luôn nha. Còn cái tán rộng của cây này cũng tầm 80 nha mình. 75-80 á. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 34 nha. Rồi cây này thì em giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển nha. Nói chung cây này thì đóng hàng mà cũng khá là cồng kềnh nha mình. Để giữ nguyên cái vàng tay cành như thế này nha. Một cây phi lao nha. Cây này cái thân có cái độ xoắn nè. Có độ xoắn rất là đẹp luôn nha. Đây. Đây có hai cái chân rễ đế nè. Nó xoắn, cái thân nó xoắn luôn nha mình. Ở đây có ngậm một viên đá nhỏ nè, ngậm cứng luôn. Mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ý thì rút về mình sưu tầm nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu đẹp nữa là ok thôi. Khỏi phải suy nghĩ luôn. Rồi mã số 457 nha. Giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển cây này nha. Một tác phẩm phi lao nha. Rồi em xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cốc chu rừng nhà mình nha. Cây này đã được sống khỏe vô dây định hình luôn nha. Rất là sung luôn. Cây này tầm trung nha. Cây nu bú rất là quái luôn.
Cây này có mã số là 458 nha. Nó có cái hòn này em đo là 13 nha mình. Hòn 13 nha. Cao là 40 tính từ ở cái mặt chậu và lên tới cái đầu thân chính nha. Còn lên tới ngọn này là tầm 55-60 á. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng 23. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm là 800 em bao ship nha. Cây này rất là quái nha mình. Đây, nó có mấy cái cò nu bú quái luôn nha. Cóc chu rừng nha. Cây này thì về mình thích thì mình chơi rinh, còn không thích thì mình cứ ghép bo cóc thái vào là ok luôn nha. Là tuyệt vời luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Cây đang rất chi là sung luôn nha mình. Ghép cóc thái vào nữa mình ăn trái luôn là ok luôn. Cây này cũng rất là quái nha mình, nu bú quái luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số là 458 nha, giao lưu là 800 em bao ship nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây seri rừng nha mình nha. Cây này form thiên nhiên. Đây, cây này nó đang cho hoa trái rất là nhiều luôn nha. Đây, hoa trái quanh năm luôn. Đây, cây nuôi thuần chậu nha mình. Cây này có mã số là 459 nha. Em đo hòn gốc này em đo là 10 11 nha. Cao là 90 tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh nha. Còn cái form rộng của nó tầm 90 95 ạ. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40 nha. Rồi cây này thì em giao lưu nhanh cho nhà mình về sưu tầm nha, là 1,7 triệu nha, em bao ship không chậu nha mình. Một cây seri rừng nha. Cây này hoa trái quanh năm. Này. Trái của nó thì không ăn được đó nha mình. Nó dạng hồ đậu nha. Đây. Trái này. Rất là dễ thương luôn. Này. Tay cành của nó này là thiên nhiên hết nha. Nhưng mà nhìn cái dạng chi xương của nó rất là côn nha mình nha. Rất là côn, côn là côn tự nhiên luôn. Đây. Mình xem tham khảo luôn. Dòng này thì mới được mấy nghệ nhân đưa vào chơi này, mới phát hiện. Mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 459 nha, giao lưu là 1,7 triệu em bao ship cây này nha, không chậu nha mình. Một cây seri rừng, hoa trái quanh năm luôn nha. Cây thì hàng nuôi thuần rồi nhà mình an tâm luôn. Hàng để về nhà mình sưu tầm luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một tác phẩm găng vàng nhà mình nha. Găng vàng, tên gọi khác là găng tu hú nha. Cây này đã thành phẩm nha mình. Cái phần màu trắng là phần lũ nha. Phần lên màu nha. Cây này có mã số là 460 nha mình. Em đo tổng cái hòn này nha là 95. Còn cái hòn cổ đây là 28 nha. Cây cao 50. Đang nằm cái chậu Oan nha, cái khay là 55 nha. Rồi cây này thì em giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Rêu này là rêu nhân tạo nha, cỏ nhân tạo. Đây. Cây này rất là duyên nha. Hoa hoàng rất là đẹp nha mình, hoa trái nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Đây. Ở đây nó có một cái cầu vòng qua này. Nó rất là duyên luôn nha, nó bắt cái cầu này. Cây này thì em báo trước là có tác động máy làm lũ nha, lên màu nha mình, phần này và phần này nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Nếu được chiên ấy thì rút về mình sưu tầm nha. Rồi mã số 460, em giao lưu là 2 triệu bao vận chuyển cây này nha. Nếu được chiên ấy thì rút về mình sưu tầm, ủng hộ em úp luôn. Rồi em xin qua cây này luôn nha.